Xin giới thiệu cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay, kênh Người Tây Nguyên xin phép được gửi đến cho quý cô chú, anh chị chúng ta một lô đất, 7 lô liền kề, nằm ngay trục đường cách mạng của thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ạ. Và lô đất của chúng ta, từ theo hướng tay của em, là đi kéo đến cái mảnh đất ngôi nhà hàng xóm, là hết bề ngang mặt tiền của chúng ta ngày hôm nay nha quý vị. Lô đất của chúng ta thì gồm 7 lô đã có sổ hồng đầy đủ hết rồi ạ. Và riêng lô số 1 thì có bề ngang rộng hơn và chiều sâu là nở hầu nha quý vị. Thì gia chủ có bán cao hơn là 1 tỷ tư một lô. Còn lô số 2, số 3, số 4 và đến số 7 thì gia chủ bán chỉ có một lô 1 tỷ 2 thôi ạ. Và đây là đường cách mạng này. Chúng ta có thể đi vào đến xã Jun, xã Công Hờ Tốc, A-L Bá và Bờ Ngon và rất là nhiều xã cho chúng ta. Và chúng ta đi ra ở đến đường quốc lộ là chỉ có cỡ khoảng 35m. Và chúng ta đi ra đến thành phố Pleiku là 35 cây số ạ. Và hướng chúng ta đi về huyện Chư Bứ là cỡ khoảng 27 cây số ạ. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay thì nằm ngay khu kinh doanh buôn bán cũng rất là nhộn nhịp nha quý vị. Và đặc biệt nhất, lô đất của chúng ta là đối diện với trường học ạ. Đó, và rất là bằng phẳng, ranh giới là đã được gia chủ và hàng xóm đã xây tường rào đầy đủ hết rồi ạ. Và lô đất của chúng ta là gồm 7 lô và mỗi lô là 6m. Ở phía sau là toàn bộ là nở hầu hết nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt nhất, lô đất của chúng ta là đối diện với trường tiểu học thì rất là phù hợp cho chúng ta mở rất là nhiều mô hình để chúng ta kinh doanh và làm nhà ở. Thì ở Chư Sê thì quý vị biết rồi, sắp tới Chư Sê sẽ là thị xã, thì một cái mảnh đất của chúng ta ngày hôm nay là rất là đắc địa như quý cô chú anh chị. Với cái giá mà gia chủ đang mong muốn và ký gửi bên em thì gia chủ mong muốn là 1 tỷ 200 triệu trên một lô 6m sâu 20, đã có sổ hồng đầy đủ. Quý vị mua là chúng ta có thể công chứng trong ngày ạ. Và đây là ranh giới của bề ngang mặt tiền của chúng ta, có hai mặt tiền luôn ạ. Và đây là toàn bộ khu dân cư của chúng ta với cái giá rất là rẻ, 1 tỷ 2 cho một lô thì rất là phù hợp cho chúng ta mua một cái sản phẩm để cho chúng ta kinh doanh và định cư lâu dài ạ. Và lô đất này thì được ngân hàng có hỗ trợ 40-50% giá trị mua trên một mảnh đất này ạ. Thì cũng rất là hấp dẫn cho quý vị chưa đủ nguồn tiền mà muốn sở hữu một lô đất nằm ngay vị trí trung tâm. Ở Chư Sê thì đầy đủ các dịch vụ tiện ích như ngân hàng, chợ, trường học và rất là nhiều tiện ích nha quý vị, rất là nhiều. Đất của chúng ta là đất thương mại dịch vụ, được sử dụng đến 50 năm luôn ạ. Và gia chủ ưu tiên cho quý khách nào muốn mua tròn hết 7 lô này thì gia chủ có thương lượng mạnh cho chúng ta. Còn quý vị nào mua từng lô thì gia chủ vẫn cứ thương lượng nhưng mà hợp lý cho chúng ta ạ. Thì với cái giá này thì quý vị nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại 0965812137 để em gửi sổ sách, thông tin bìa đỏ chi tiết cho tất cả quý vị nhé. Và đến đây em xin kết thúc chương trình tại đây. Em xin cảm ơn quý cô chú anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi kênh ạ. Mời quý vị theo dõi trên một đoạn livecam của em để hiểu rõ hơn về mảnh đất và khu dân cư ở đây nhé.